Chương 6. Làm thế nào nhớ một bài thơ? Nhiệm vụ trước mắt của tôi là sưu tầm những công trình kiến trúc. Trước khi bắt tay vào công cuộc rèn luyện trí nhớ một cách nghiêm túc, tôi cần thủ sẵn một kho những cung trí nhớ để khi cần là dùng đến. Tôi dạo bộ quanh nơi mình sống. Tôi thăm nhà bạn bè. Đến sân chơi. Sân bóng chày Oriole Park tại Camden Yards vùng Baltimore. Tòa East Wing của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Và tôi quay ngược về quá khứ. Đến trường trung học, trường cơ sở, ngôi nhà trên phố Reno nơi gia đình tôi sống tới năm tôi lên 4. Tôi chú ý đến giấy dán tường và sự bài trí đồ đạc. Tôi cố cảm nhận sàn nhà dưới chân. Tôi ôn lại những biến cố gợi nhiều cảm xúc xảy ra trong mỗi căn phòng. Rồi tôi cố nhớ thật kỹ chúng để làm không gian chứa ký ức sau này. Như Ed giải thích, mục đích việc này là để thật rành rẽ các tòa nhà này. Từ đó hình thành được những mối liên tưởng phong phú đa dạng tới từng ngóc ngách mỗi căn phòng. Như vậy, khi tiếp nhận những thông tin mới, tôi có thể lướt qua những cung trí nhớ, giải các hình ảnh ngay khi đi dọc con đường trong cung tưởng tượng đó. Càng biết nhiều những tòa nhà, càng cảm thấy chúng thân thuộc bao nhiêu, thì những hình ảnh sẽ bám dính bấy nhiêu. Và sau này muốn lấy lại những hình ảnh đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Để bắt đầu cuộc rèn luyện, Ed dự tính tôi cần một tá cung trí nhớ. Bản thân anh ta có đến vài trăm. Cả một đô thị trong tưởng tượng. Đến lúc này, để khai báo cho đầy đủ, tôi nên nói đôi lời về cuộc sống của mình vào thời điểm tôi bắt đầu dây dưa với trò rèn luyện trí nhớ này. Tôi mới tốt nghiệp đại học, đang cố trở thành một nhà báo, và vẫn phải đang sống bám bố mẹ ở Washington, D.C., nơi tôi đã lớn lên. Tôi vẫn ngủ trong phòng đã ngủ hồi còn nhỏ. Trên cửa sổ treo đôi cờ hiệu của đội Baltimore Orioles, và một tập thơ Shel Silverstein trên giá sách, và làm việc trong văn phòng tạm bợ dưới tầng hầm. Với cái bàn đặt giữa chiếc xe Nordic Track của cha tôi và một chồng hộp đựng những bức ảnh cũ gia đình. Văn phòng của tôi ngổn ngang giấy nhắc việc post. Ít. Một danh sách dài những việc cần theo dõi. Trả lời những cuộc điện thoại. Những ý tưởng viết bài cần nghiên cứu. Những việc lặt vặt cần hoàn thành. Thành công ở Central Park đã cho tôi niềm tự tin. Tôi giật xuống tờ giấy ghi những việc khẩn thiết nhất, chuyển chúng thành hình ảnh, và cặm cụi đưa vào một cung trí nhớ tôi đã xây dựng từ căn nhà ngoại ô của bà tôi. Đi kiểm tra xe trở thành hình thanh tra Getsit đang quay đầu chiếc buýt trên lối vào nhà bà. Tìm một cuốn sách về những ông vua châu Phi là cơ hội để tưởng tượng lãnh tụ Sakazulu đang khua giáo nơi cửa chính nhà bà tôi. Đặt vé trận Phoenix khiến tôi biến phòng khách của bà thành quang cảnh sa mạc và những vực sâu. Và hình dung một con chim phượng hoàng bay lên từ tàn tích chiếc kệ cổ của bà. Cách này thật hay, thậm chí khá buồn cười, mà cũng mất sức. Khi ghi nhớ được chừng 10 việc trên giấy nhắc, tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Hai mắt như đang đỏ ngầu lên. Công việc này khó nhọc chứ chẳng bở, và kém hiệu quả hơn nhiều so với tôi tưởng. Trên tường còn ghi vài đầu việc mà tôi không biết nên liên hệ với hình ảnh gì. Làm sao tôi có thể chuyển những số điện thoại thành hình ảnh? Tôi phải làm thế nào với những địa chỉ e-mail đây? Tôi ngồi phệt xuống ghế trong phòng. Mấy tờ giấy nhắc còn dính vào lòng bàn tay. Rồi tôi lại nhìn lên tường. Màu sơn trắng lờ nhờ hiện ra lốm đốm ở những chỗ giấy bị bóc đi. Tất cả những chuyện này thật ra là gì nhỉ? Thực sự, từ trước đến nay những giấy nhắc dính trên tường ấy vẫn hữu dụng. Chắc chắn thuật ghi nhớ phải có những ứng dụng giá trị hơn. Tôi đứng dậy, Với trên giá sách cuốn Norton hợp tuyển thơ hiện đại. Cuốn sách như cục gạch. Dày 1.800 trang. Tôi mua ở một hiệu sách cũ đã lâu lắm rồi. Và mới dở duy nhất một lần. Tôi mường tượng. Nếu thuật ghi nhớ hữu ích cho công việc nào, thì hẳn ấy là việc học thuộc thơ ca. Tôi biết Simonides không trở thành người hùng trong thế giới cổ đại chỉ vì đã khám phá một phương pháp tài tình để ghi nhớ những việc ông cần làm. Khám phá của ông nhằm phục vụ cho những hoạt động mang tính nhân văn. Và còn gì có thể nhân văn hơn là đưa thơ ca vào bộ nhớ. Tôi đã phát hiện ra rằng Ed luôn ghi nhớ điều gì đó. Anh ta từ lâu đã học thuộc thiên đường đánh mất. Với tốc độ 200 dòng mỗi giờ. Anh ta bảo tôi. Và đang miệt mài cày cuốc Shakespeare. Triết lý đời tôi là một kẻ anh hùng phải có thể chống chịu được 10 năm giam nhốt trong cô độc mà không khó chịu quá. Anh ta nói. Giả sử một tiếng đồng hồ ta có thể ghi nhớ một lượng thơ mà đọc ra mất 10 phút. Và 10 phút đó ẩn chứa đủ nội dung khiến ta bận rộn cả một ngày. Và nếu bỗng dưng anh thấy mình bị giam hãm trong cô đơn thì tôi nghĩ anh có thể tìm được niềm vui trong một ngày nhờ một giờ ghi nhớ. Cái thế giới quan này có được là nhờ tuyển tập các tài liệu cổ đại và trung cổ viết về trí nhớ mà Ed đã cố nhồi nhét vào tôi không ngớt. Với những tác giả xa xưa đó, một trí nhớ qua đào luyện không chỉ để tiếp cận thông tin dễ dàng mà còn giúp trau dồi đạo đức cá nhân và có óc xét đoán hợp lẽ. Một trí nhớ được rèn luyện có vai trò then chốt để phát triển óc phán xét, tư cách công dân và lòng mộ đạo. Những gì người ta ghi nhớ sẽ định hình nên tính cách của họ. Cũng như bí quyết trở thành đại kiện tướng cờ vua là học những ván cờ cũ. Bí quyết trở nên đại kiện tướng cuộc đời là đọc các thư tịch cổ. Vào lúc khó khăn, người ta có thể tìm sự hướng dẫn cách ứng xử ở đâu? Nếu không phải trong những tầng sâu trí nhớ, việc đọc thuần túy không thôi thì chưa hẳn được xem là học tập. Đấy là thực tế mà bản thân tôi gặp phải mỗi lần cố nhớ nội dung cuốn sách tôi vừa đọc xong. Để thực sự học hỏi được từ một cuốn sách, người ta phải ghi nhớ nó. Như nhà thơ Hà Lan đầu thế kỷ 18 Jan Luyken đã nói. Một cuốn sách được khắc sâu vào lòng, đáng giá hàng ngàn cuốn xếp chồng. Cách đọc ở thời cổ đại và trung cổ hoàn toàn khác với cách đọc của chúng ta ngày nay. Người ta không chỉ nhớ những cuốn sách. Họ nhai đi nhai lại chúng. Họ nghiền nát chúng rồi nhổ ra nhai lại. Và trong quá trình ấy, chúng trở nên thân thuộc như là của bản thân họ vậy. Trong một bức thư gửi bạn, Petrarch đã nói, buổi sáng tôi ăn thứ tôi sẽ tiêu hóa vào ban đêm. Khi còn bé tôi nuốt vào những gì, thì lúc trưởng thành tôi sẽ nghiền ngẫm chúng. Tôi đã hấp thụ hoàn toàn những trang viết này. Tôi không những in sâu chúng vào trong trí nhớ, mà trong tận xương tủy. Người ta bảo rằng Augustine chìm đắm trong những bài thánh ca, và cả tiếng Latin, đến mức chúng trở thành thứ ngôn ngữ chủ đạo trong những gì ông viết ra. Quả là một cảnh tượng hấp dẫn. Tôi hình dung nếu tôi có khả năng học như Simonides, tôi sẽ có thể ghi sâu vào lòng hàng chồng thơ ca. Tôi có thể tìm ra áng thơ hay nhất và thực sự hấp thụ nó. Tôi tưởng tượng mình sẽ trở thành một trong những cá nhân khả kính. Dù đôi lúc khó chịu, bao giờ cũng tìm ra câu trích dẫn thích đáng đặng đưa vào cuộc trò chuyện. Tôi tưởng tượng mình trở thành một cái kho di rộng chứa những vần thơ. Tôi quyết định biến việc ghi nhớ thành một phần thói quen hàng ngày. Giống như việc dùng chỉ nha khoa làm sạch răng. Chỉ khác là tôi thực sự sẽ làm thế. Mỗi sáng, sau khi thức dậy và làm ly cà phê, trước cả khi đọc báo hay tắm táp, thậm chí chưa cả mặc quần áo chỉnh tề, Tôi ngồi xuống bàn và cố dành 10 đến 15 phút để ghi nhớ một bài thơ. Vấn đề là tôi không giỏi ghi nhớ lắm. Khi ngồi xuống cố lấp đầy một cung trí nhớ bằng bài thơ Jabberwocky của Lewis Carroll. Một bài thơ 28 câu mà gần như toàn những từ vô nghĩa. Tôi không biết làm thế nào chuyển những từ Brilic và Sleedy top 13 thành các hình ảnh. Và rốt cuộc chỉ nhớ được bài thơ bằng cách học vẹt. Mà đó lại là điều tôi không định làm. Tiếp theo, tôi thử bài Tình ca của J. Alfred Prufrock của T. Ed. Iliad, một bài thơ tôi hằng ngưỡng mộ. Và tôi đã biết rõ từng tí một. Trong căn phòng, những người phụ nữ đến rồi đi. Họ nói về Michelangelo. Sao tôi có thể quên được? Hay tôi sẽ ghi nhớ nó thế nào đây? Tôi sẽ chuyển hình ảnh những người phụ nữ. Họ đến rồi đi. Họ nói về Michelangelo trong phòng tắm ông chú nhà tôi. Và điều đó trông thế nào nhỉ? Hay tôi sẽ tưởng ra hình ảnh những phụ nữ. Hình ảnh đang đến. Một hình ảnh đang đi. Và một hình ảnh về Michelangelo. Tôi bối rối quá. Mãi chẳng nghĩ được. Những kỹ thuật ghi nhớ này dường như rất hứa hẹn khi tôi túm tụng cùng Ed trên một tảng đá ở Central Park trong tiết trời tê tái. Thì giờ đây lại chẳng hiệu quả mấy khi tôi ở một mình dưới tầng hầm tại nhà. Tôi cảm giác như mình đang thử một đôi giày bóng lộn tại cửa hàng. Và giờ khi đi đôi giày đó về đến nhà, tôi bị phồng rộp. Rõ là tôi bỏ quên điều rồi. Tôi quay sang cuốn Rhetorica et Herennium mới mua và giờ đến phần bàn về ghi nhớ từ. Tôi hy vọng nó sẽ đưa ra vài gợi ý giải thích tại sao tôi lại kém như vậy. Song cuốn sách 2000 năm kia chỉ đưa ra lời động viên. Ghi nhớ thơ văn thực sự rất khó. Tác giả thừa nhận. Nhưng vấn đề chính là ở đấy. Ông giải thích rằng học thuộc thơ văn là việc đáng làm không phải vì nó dễ, mà vì nó khó. Tôi tin là hễ ai muốn làm điều dễ dàng mà không gặp khó khăn gì, thì trước đó họ đã phải được rèn luyện làm những điều khó khăn hơn. Ông viết, dù đã đổ bao nhiêu thì giờ cho những kỹ thuật ghi nhớ. Tôi chẳng hiểu chút gì về tầm vóc thật sự của cuộc phiêu lưu mình đã đặt chân lên. Tôi vẫn coi dự định này chỉ là một thử nghiệm ngẫu nhiên vô hại. Tôi chỉ muốn biết mình có thực sự cải thiện trí nhớ không? Và nếu có, thì được bao nhiêu? Chắc chắn tôi chẳng hề nghiêm chỉnh cân nhắc nếp rèn luyện đầy thách thức mà Tony Buzan nêu ra nếu muốn tranh tài ở giải vô địch trí nhớ Mỹ. Dù sao thì hàng năm cứ vào tháng 3 ở thành phố New York, ở Mỹ có gần 40 vận động viên trí nhớ luyện tập để tham gia sự kiện này. Chẳng có lý nào tin rằng một gã nhà báo thỉnh thoảng vẫn quên số an sinh xã hội của mình tranh đua được với các chuyên gia trí nhớ hàng đầu của Mỹ. Nhưng rồi tôi sớm vỡ ra rằng, tại những giải trí nhớ quốc tế thì người Mỹ cũng chỉ như người Jamaica ở giải trượt tuyết quốc tế mà thôi. Đội Mỹ hẳn sẽ là những gã ung dung nhất ở bất kỳ cuộc thi nào. Và có lẽ là đội sành điệu nhất. Nhưng trên trường quốc tế, họ được xem như những kẻ sách dép cả về phương diện kỹ thuật lẫn sự rèn luyện. Dẫu chuyên gia trí nhớ giỏi nhất Hoa Kỳ có thể nhớ hàng trăm chữ số ngẫu nhiên trong vòng một tiếng, thì thành tích của họ hãy còn nhạt nhòa so với các đấu thủ từ châu Âu. Nhìn chung, chẳng ai ở Bắc Mỹ coi trọng môn thể thao trí nhớ này đến mức chịu bỏ nhậu nhẹt cả 3 tháng trời trước giải vô địch thế giới, như người 8 lần đoạt giải vô địch trí nhớ Dominic O'Brien từng làm. Và từ góc nhìn ấy, ít thí sinh nào thực hành một chế độ rèn luyện thể chất khắt khe như Buzan khuyến nghị. Một trong những lời khuyên đầu tiên của ông ta cho tôi Dù tôi chẳng hề xin ấy là phải giữ gìn vóc dáng. Chẳng ai ngày nào cũng uống mấy ly dầu gan cá tiết hay những viên omega 3. Chỉ có một người Mỹ. 4 lần vô địch quốc gia là Scott Harcourt, là được kết nạp vào cây L7. Dù nước Mỹ cũng tổ chức giải vô địch từ lâu như nhiều nước khác, nhưng chuyên gia trí nhớ xuất sắc nhất của Mỹ chỉ một lần lọt được vào top 5 giải vô địch thế giới năm 1999. Có lẽ việc người Mỹ không sản sinh ra được vận động viên trí nhớ giỏi nhất thế giới nói lên điều gì đó về dân tộc tính của người Mỹ. Chúng ta không ám ảnh với chi tiết như người Đức, hay tỉ mỉ như người Anh, hay nghị lực như người Malaysia. Có lẽ, như một người Âu nghiêm nghị lý giải cho tôi, rằng người Mỹ nghèo nàn về trí nhớ là bởi chúng ta quan tâm đến tương lai, trong khi những người bạn ở bên kia bờ Đại Tây Dương bận tâm nhiều về quá khứ. Dù lý do là gì, nếu tôi muốn học hỏi thêm về thuật ghi nhớ, nếu tôi muốn theo học những người giỏi nhất thế giới, thì rõ ràng tôi sẽ phải sang châu Âu. Sau khi mất vài tuần đánh vật với việc trang hoàng cho các cung trí nhớ của tôi bằng những bài thơ với đôi chút thành công, tôi nghĩ đã đến lúc lên danh sách những nguồn trợ giúp để đưa những nỗ lực của mình lên cấp độ tiếp theo. Ở tầm quốc tế, sự kiện trọng đại nhất trong năm của lĩnh vực trí nhớ, giải vô địch trí nhớ thế giới, sẽ được tổ chức ở Oxford, Anh, vào cuối mùa hè. Tôi quyết định cần phải đến đó, và thuyết phục tạp chí Discover phái tôi đến viết bài về cuộc thi này. Tôi gọi cho Ed hỏi xem đến ở nhờ nhà anh ta được không. Oxford là quê nhà anh ta. Anh ta lớn lên ở đó, đã vào đại học ở đó, và giờ sống cùng cha mẹ ở đó, tại một căn nhà xây bằng đá từ thế kỷ 17 có tên Mew Farm nằm ở ngoại ô thành phố. Khi tôi đến Mew Farm, hay đơn giản là Mew, như Ed thỉnh thoảng vẫn gọi, vào một chiều hè đầy nắng vài ngày trước khi giải vô địch thế giới diễn ra, Ed chào đón tôi và mang hành lý của tôi lên phòng anh ta. Đúng cái phòng anh ta đã lớn lên. Quần áo vứt bừa trên sàn, và trên giá sách là những cuốn niên giám môn cricket từ 9 thập kỷ nay. Rồi anh ta dẫn tôi đến phần trái cổ nhất của ngôi nhà. Một cái kho 400 năm tuổi, xây bằng đá, đã được cải tạo thành phòng và nối với nhà bếp. Có một cây đàn trong góc phòng, và những tấm vải sặc sỡ treo trên trần nhà. Vết tích của một bữa tiệc tổ chức mấy năm trước không bao giờ được gỡ xuống. Cuối căn phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ. Có 8 cỗ bài xếp ngay đầu bàn. Đây là nơi tôi thực hành, Ed bảo, và chỉ tay về phía ban công nhô ra ở phần trên gian nhà kho. Thử tưởng tượng những số nhị phân đổ xuống những bậc thềm kia. Ngay bên kia phòng. Đúng như anh hình dung về nơi tập luyện của một nhà vô địch trí nhớ. Đúng không nào? Trước bữa ăn tối, một người bạn thời bé của Ed là Timmy ghé qua chào. Ed và tôi xuống nhà. Thấy anh ta ngồi ở bàn trò chuyện với bố mẹ Ed, là bà Tin và ông Rod, trong khi cô em gái út Faber đang sắt rau vườn nhà bên bàn bếp. Timmy giờ quản lý một công ty phát triển phần mềm trực tuyến. Cậu ta đến đây trên chiếc BMW, mặc áo phông polo lịch lãm và có làn da rám nắng. Bà Tin giới thiệu tôi và gượng cười giải thích rằng Ed là huấn luyện viên trí nhớ của tôi. Timmy dường như không tin nổi Ed vẫn còn nghịch ngợm mấy trò trí nhớ này. Chẳng phải chuyến đi điên rồ tới Kuala Lumpur xảy ra lâu lắm rồi sao? Edward này, con không lo cậu học trò mới sẽ vượt mặt con sao? Bà Tin hỏi, dường như là để trêu cậu con trai. Cháu nghĩ hoàn toàn chẳng phải lo về chuyện đó đâu ạ. Tôi nói. Con thì nghĩ chuyện đó sẽ giáng một đòn khủng khiếp vào nền giáo dục. Giọng Ed tự hào. Cháu nghĩ có thể tìm cho Ed một công việc đàng hoàng theo giờ hành chính không? Rod hỏi Timmy. Ed bật cười. Đúng rồi. Có thể tớ sẽ mở khóa rèn luyện trí nhớ cho mấy nhân viên của cậu. Con có thể làm lập trình. Tin đề nghị. Con không biết lập trình. Bố con sẽ dạy cho. Vào những năm 1990, Rod kiếm được một gia sản nhỏ nhờ thiết kế phần mềm máy tính rồi về hưu sớm. Sống cuộc đời nhàn nhã và theo đuổi những thú vui kỳ cục. Ông đang nuôi ong và làm vườn. Và tính chuyện tách nông trại Mew ra khỏi mạng lưới điện. Bằng cách tận dụng những quyền có từ xưa xưa đối với nguồn nước để đặt một máy phát điện tại một dòng nước chảy qua ngôi nhà. Bà Tin dạy trẻ khuyết tật ở một trường địa phương. Bà rất ham đọc sách và cũng là một tay chơi quần vợt. Bà có vẻ đã chấp nhận hoàn toàn những chuyện lập dị của Ed. Nhưng cũng hy vọng rằng một ngày kia Ed sẽ dụng tài năng của anh ta vào một hướng đi có trọng tâm hơn. Và có lẽ giúp ích cho xã hội nữa. Còn luật thì sao? Edward. Bà hỏi. Con coi luật như trò chơi mà được của người này là thua của kẻ khác. Và chẳng ích gì cho đời cả. Ed nói. Nói chung, làm một luật sư giỏi chỉ đơn thuần là tối đa hóa sự bất công. Ed hướng sang tôi. Lúc 18 tuổi, tôi là một gã khá triển vọng đấy. Câu này khiến Faber quay sang tham gia. Năm 13 tuổi thì đúng hơn. Khi Ed đi tắm, tôi hỏi Rod nếu rốt cuộc con trai ông sẽ trở thành một Tony Buzan khác. Một chuyên gia bậc thầy về kỹ năng phát triển bản thân giàu sụ thì ông có thất vọng không? Rod cân nhắc trong giây lát rồi vuốt cằm. Chú thích nó làm luật sư hơn. Sáng hôm sau, tại phòng khảo thí ở Đại học Oxford, nơi tiếp đón những chuyên gia trí nhớ hàng đầu thế giới, Ed nằm ườn trên ghế tràng kỳ bọc da. Đội mũ phớt màu vàng nhạt và mặc áo phông với dòng chữ Ed kích S 220 in đậm trước ngực. Dưới dòng chữ là tấm hình anh ta được in nhiệt lên áo. Vẻ hăm dọa với hình biếm họa một cú đá karate. Và một bức ảnh chụp thân dưới phụ nữ. Ngoài việc truyền đi thông điệp vớ vẩn dọa dẫm các đối thủ, anh ta giải thích, những từ Ed kích S là dòng chữ giúp anh ta ghi nhớ con số 220. Anh ta đang hút thuốc. Mảng rèn luyện thể lực ở môn thể thao trí nhớ này không được anh ta thực hiện nghiêm túc lắm. Và nồng nhiệt đón chào từng thí sinh khi họ bước qua cửa. Anh ta cho tôi biết, từ lúc chúng tôi gặp nhau lần trước, anh ta đã dừng vô thời hạn chương trình tiến sĩ ở Paris để theo đuổi những dự án khác. Anh ta cũng bảo tôi rằng kế hoạch lớn của anh ta và Lucas về Học viện Trí tuệ Oxford tạm thời bị đình lại. Bởi không lâu sau giải vô địch Mỹ, Lucas bị tổn thương phổi nghiêm trọng vì gặp sự cố khi tập trò phun lửa. Giải vô địch trí nhớ có thể là cuộc thi giàu tính cạnh tranh đến kỳ dị. Ed mô tả chiếc áo phông hợm hĩnh là một phần của chiến dịch ngăn chặn mối đe dọa nhằm tăng cường sự thân thiện giữa các thí sinh, đặc biệt là với người Đức. Theo hướng đó, khi xuất hiện ở giải vô địch này, anh ta mang theo những tờ giấy, ghi những thông tin táo tợn vừa đầy một trang để phát cho báo chí và các bạn chơi. Nó mô tả tính cách của anh ta, dùng ngôi nhân xưng thứ ba, bất kính, phô trương, sẵn sàng làm bất cứ gì, đặc biệt là hôm qua, và chế độ luyện tập. dậy sớm, yoga, nhảy dây, dùng siêu thực phẩm, gồm quả việt quất và dầu gan cá tuyết. 4 giờ luyện tập, mỗi ngày 2 ly rượu. Sản xuất ở vùng đất giàu Cali Languedoc, Roussillon, miền nam nước Pháp. 30 phút suy tư mỗi buổi hoàng hôn. Ghi nhật ký trực tuyến. Nó cũng ghi nhận khả năng độc đáo là mơ trong tỉnh táo, lucid dreaming, và tình dục theo phái yoga mật tông. Nó cũng mô tả Tony Buzan là nhà vô địch khiêu vũ và là người thầy dẫn dắt tôi suốt quãng dậy thì. Và anh ta suy nghĩ về tương lai của cuộc thi trí nhớ. Hy vọng nó sẽ được đưa vào tranh tài ở Olympic trước năm 2020. Khi anh ta tính chuyện lui về sống cuộc đời với chứng giác quan liên đới và sự lão suy. Kế hoạch của anh ta sau giải này là làm cách mạng nền giáo dục phương Tây. Ngồi trên ghế cạnh anh ta là huyền thoại vô địch trí nhớ thế giới Ben Pritmore. Người mà cho đến lúc này tôi chỉ biết qua Google và những giai thoại. Tôi nghe nói anh ta có thể vừa lật quân bài vừa ghi nhớ ngay tức thì. Ben mặc một chiếc áo cũ mềm với dòng chữ một con cá, hai con cá, cá đỏ, cá xanh, với cổ áo doãng rộng và một cỗ bài. Anh ta đội chiếc mũ rộng vành màu đen làm từ da bò của Úc mà những người khiêng quan tài thường đội. Và anh thú nhận kể từ 6 năm qua ngày nào anh ta cũng mang nó. Đây là nét riêng của tôi. Anh ta nói khẽ. Nó là một phần linh hồn tôi. Dưới chân anh ta là một cái ba lô màu đen và hồng có dòng chữ Pam ít áp họa ở mặt sau. Anh ta cho chúng tôi biết rằng trong ba lô có 20 cỗ bài. Anh định ghi nhớ hết chúng vào ngày hôm sau trong 1 giờ. Cái đầu hói, râu đen, cặp kính nuốt cả khuôn mặt và đôi mắt lớn luôn sục sạo. Ben như hiện thân ngoài đời của nhân vật hoạt hình R. Crumb. Anh ta thậm chí có cả đôi vai lum khum và cái dáng đi khệnh khạng bất cần ấy. Đế của đôi giày da rách bươm lẹp bẹp dưới chân trông như đôi dép xỏ ngón. Anh ta nói giọng âm mũi nhẹ vùng Yorkshire, khiến chữ mình nghe như mìn. Tôi ghét cái giọng của mìn anh ta nói để giải thích lý do không gọi điện lại cho tôi mấy tuần trước. Anh ta tránh các cuộc điện thoại trừ phi thậm bất đắc dĩ. Một trong những mẩu thông tin bản thân anh chia sẻ với tôi là anh tin mình là người anh trẻ nhất bỏ đại học. Tôi được nhận vào trường Kingston thuộc đại học thêm lúc còn 17 tuổi. Nhưng sau 6 tháng thì tôi bỏ học. Giờ tôi 28. Thế cũng hơi buồn đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy như một lão làng trong môn thể thao trí nhớ. Anh biết đấy. Lúc mới bước vào lĩnh vực này tôi là một trong những tay trẻ trung được chú ý nhất đấy. Vận rủi dường như cứ bám lấy Ben. Anh ta không có ý định xuất hiện ở giải vô địch trí nhớ thế giới. Thực ra, 6 tháng qua anh ta dành hết thời gian để ghi nhớ 50.000 chữ số đầu tiên của số pi mà anh ta dự định sẽ đọc tại Olympiad thể thao trí tuệ. Lễ hội các môn cờ kéo dài cả tuần lễ, được tổ chức một tuần sau giải vô địch trí nhớ thế giới. Đó sẽ là kỷ lục thế giới mới. Nhưng tháng trước, một chuyên gia trí nhớ không tiếng tăm nào đó người Nhật, tên là Akira Haraguchi chẳng biết từ đâu xuất hiện và đọc được một mạch 83.431 chữ số pi. Ông ta mất 16 giờ. 28 phút để đọc chúng. Ben đọc được thành tích này trên mạng Internet, và buộc phải đánh giá lại kế hoạch của mình. Thay vì cố học thuộc thêm 33.432 chữ số nữa, anh ta từ bỏ và dồn sức bảo vệ danh hiệu vô địch trí nhớ thế giới. Trong 6 tuần qua anh ta dành hết những giây phút rảnh rỗi để dọn sạch cung trí nhớ đã dành cho số pi. rũ bỏ hàng tháng trời những lao động cực nhọc, để anh ta sử dụng lại những cung đó cho các giải vô địch trí nhớ. Hầu hết các vận động viên trí óc đến với môn thể thao này cũng giống như tôi. Cứ họ thấy ai đó diễn một trò trí nhớ rất hoành tráng và thấy hay là họ hỏi ngay các mẹo của trò này để về nhà tự học. Nhưng Ben bỏ lỡ một bước quan trọng. Anh đã xem ai đó ghi nhớ những quân bài, nghĩ trò này thật hay, rồi về nhà tự học lấy. Nhưng không ai bảo cho anh biết làm như thế nào. Không hề sử dụng kỹ thuật nào. Anh ta cứ chằm chằm nhìn đi nhìn lại cho tới khi chúng in dấu vào não bộ. Và điều ngạc nhiên là, cứ lúc rảnh rỗi thì anh ta lại làm như vậy trong nhiều tháng trời. Với giả định rằng cuối cùng sẽ đạt thành tựu. Rồi thì anh ta cũng rút thời gian xuống 15 phút mà chỉ cần ghi nhớ theo kiểu học vẹt. Và xét trên nhiều khía cạnh thành tích này còn ấn tượng hơn kỷ lục thế giới 32 giây anh ta đạt được nhờ dùng các kỹ thuật. Mãi cho đến lúc tham gia giải vô địch trí nhớ thế giới anh ta mới biết về cung trí nhớ. Sau những phần thi ở ngày đầu tiên, anh ta hoàn thành ở vị trí áp chót. Anh đến hiệu sách, mua một cuốn của Tony Buzan, quyết rằng mình có tài năng trong môn này. Và quên hết mọi sở thích ngoại khóa khác, bao gồm cả mục tiêu suốt đời là phải xem hết 1.001 phim hoạt hình của hãng Warner Bros. Phát hành rầm rộ trong quãng 1930 và 1968. Ben đang viết một cuốn sách, làm thế nào để thông minh hơn, chỉ cho người đọc biết tính toán bất cứ ngày nào trong lịch sử. Biết cách ghi nhớ một cỗ bài, và dùng mẹo để làm bài kiểm tra IQ. Cuốn sách này sẽ khiến mọi người nghĩ rằng anh thông minh mà thực ra chẳng làm trí tuệ của anh tăng lên gì cả. Anh ta bảo tôi, vấn đề là tôi chưa viết được nhiều nhạn gì, vì tôi luôn có những việc quan trọng hơn phải làm, như xem hoạt hình. Hễ tôi cố viết một cuốn sách nghiêm túc về cải thiện cuộc sống, thì tôi lại viết toàn những thứ nhảm nhí. Vì tôi còn chẳng biết làm thế nào cải thiện cuộc sống của mình nữa là. Người muốn chiếm danh hiệu của Ben ở giải vô địch thế giới là tiến sĩ Gander Caston. Với khuôn mặt xương xương và cái trán hói. Một, bố già 43 tuổi trong môn thể thao trí nhớ Đức. Người đã thắng hết các cuộc thi quốc gia ở nước này kể từ năm 1998. Gander xuất hiện trong điệu bộ mà tôi biết là phong cách điển hình của ông ta. Một đôi bịt tai màu đen hoành tráng. Cặp kính chống nắng gọng kim loại mà phần tròng kính đã bịt hết chỉ chừa ra hai lỗ nhỏ. Tác nhân kích thích bên ngoài. Như cách nói của Gander. Là điều chuyên gia trí nhớ này ghét tay ghét đắng. Một chuyên gia trí nhớ người Đan Mạch đã về vườn từng thi đấu với miếng che mắt ngựa. Ông ta còn mang cái khóa dây lưng màu vàng có khắc tên viết tắt của mình. Đeo sợi dây chuyền vàng ngoài chiếc áo phông trắng ôm sát người. Và mặc chiếc quần thủy thủ màu đen. Gander cho tôi biết hồi còn đại học ông ta là người mẫu ảnh cho hãng xe Nissan. Và tùy xem góc nhìn của bạn thế nào, bạn sẽ thấy ông ta giống một tay côn đồ trong phim James Bond hoặc là một vận động viên trượt băng nghệ thuật đang về già. Vóc dáng của ông ta thật là oách. Và tôi chóng nhận ra ông cũng là một đấu thủ rất cừ nữa. Dù chân hơi khập khễnh, do bị bệnh về xương lúc còn nhỏ. Ông vẫn đều đặn tham gia các cuộc chạy đua cho lứa tuổi trung niên và chiến thắng hẳn hoi. Ông ta mang bên mình một chiếc cặp kim loại sáng bóng được khóa kín. Trong chứa cỡ 20 đến 30 cỗ bài định ghi nhớ. Ông sẽ chẳng cho tôi biết chính xác có bao nhiêu vì sợ rằng thông tin đó sẽ lọt đến tai Ben Pritmore. Cuộc thi diễn ra ở một căn phòng lớn lát ván gỗ sồi. Trong một tòa nhà cổ của Oxford, Với những ô cửa sổ cao kiểu Gothic và những bức chân dung quá cỡ của bá tước Lichfield đệ tam và bá tước Derby đệ thập tứ. Căn phòng được bày biện không có gì khác so với ngày thường trong năm học. Khi nó được dùng để làm phòng thi cho những sinh viên Đại học Oxford. Có 48 chiếc bàn. Mỗi bàn gắn một chiếc đồng hồ đếm giờ kỹ thuật số cao chừng 15 cm. Dùng cho phần thi cuối cùng và cũng là phần hấp dẫn nhất. Nhớ bài nhanh. Khi các thí sinh đua nhau đưa từng cỗ bài vào bộ nhớ một cách nhanh nhất có thể. Không như giải vô địch Mỹ chỉ có 5 phần thi và mỗi phần không quá 15 phút. Giải vô địch thế giới trí nhớ thường được gọi là cuộc thi trí nhớ 10 môn phối hợp. Nó gồm 10 môn thi. Kéo dài 3 ngày tơi bời. Mỗi ngày kiểm tra trí nhớ thí sinh theo những cách khác nhau đôi chút. Các đấu thủ phải ghi nhớ một bài thơ dài nhiều trang trước đấy chưa được công bố. Nhớ những trang chữ ngẫu nhiên. Kỷ lục. 280 chữ trong 15 phút. Danh sách những số nhị phân. Kỷ lục. 4.140 số trong 30 phút. Cỗ bài đã sáo. Danh sách những ngày lịch sử. Và những cái tên những khuôn mặt. Một số môn thi. Gọi là phần thi tốc độ. Kiểm tra đấu thủ có thể nhớ được bao nhiêu trong vòng 5 phút. Kỷ lục. 405 chữ số. 2 môn marathon thử xem thí sinh nhớ được bao nhiêu cỗ bài và bao nhiêu số ngẫu nhiên trong 1 giờ. Kỷ lục. 2080 chữ số và 27 cỗ bài. Giải vô địch thế giới trí nhớ lần đầu tiên được tổ chức tại Adenium Club sang trọng ở London năm 1991. Hồi đó tôi thấy thật là vô lý. Tony Buzan nhớ lại. Chúng ta có giải vô địch ô chữ. Chúng ta có giải vô địch môn Scrabble 14. Chúng ta có giải cờ vua. Bài Bridge. Bài xì. Môn cờ đam. Bài canasta và cờ vây. Chúng ta có cuộc thi cho các môn khoa học. Vậy mà quá trình nhận thức quan trọng nhất, cơ bản nhất của loài người là ghi nhớ thì lại không có giải vô địch nào cả. Ông ta cũng biết rằng ý tưởng nhà vô địch trí nhớ thế giới sẽ chắc chắn sẽ thu hút truyền thông và là cách khôn ngoan để quảng bá sách ông ta viết về rèn luyện trí não. Với sự giúp đỡ của người bạn Raymond Keane, một đại kiện tướng cờ vua người Anh, ông này giữ chuyên mục cờ vua hàng ngày cho tờ The Times, London. Buzan gửi thư cho một số người ông ta biết là có liên quan đến lĩnh vực rèn luyện trí nhớ và đăng một quảng cáo về cuộc thi trên The Times. 7 người xuất hiện, gồm một y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân tâm thần, tên Creighton Cavallo. Người này ghi nhớ số điện thoại của tất cả những người tên Smith trong danh bạ điện thoại vùng Middlesbrough. Và một người khác tên Bruce Bummer đã lập kỷ lục vì ghi nhớ 2.000 từ ngoại ngữ trong một ngày. Vài thí sinh mặc vét đuôi tôm. Các đấu thủ giờ không còn theo quy định trang phục khắt khe như vậy nữa. Song những quy định khác ở giải này đã chặt chẽ hơn nhiều kể từ năm 1991. Cuộc thi ngày trước chỉ có một ngày. Giờ đã kéo dài hết một kỳ nghỉ cuối tuần. Trong những môn thi của 10 môn phối hợp kéo dài 3 ngày đó. Môn thi đầu tiên trong ngày đầu tiên. Nhớ thơ. Nhìn chung là phần đáng sợ nhất. Vì tôi nhớ thơ khá kém cỏi nên đây là phần thi tôi muốn theo dõi sát sao nhất. Mỗi năm Gander lại vận động bỏ phần thi này ra khỏi giải đấu. Hay ít nhất thay đổi luật thi đấu sao cho, theo như ông ta nói, khách quan. Nhưng thơ ca là nơi khởi đầu của thuật ghi nhớ. Và xóa bỏ phần thi này khỏi giải đấu chỉ vì vài thí sinh thấy khó. Thì chẳng khác nào đi ngược lại với tiền đề nền tảng của cuộc thi này rằng ghi nhớ là một nỗ lực sáng tạo và nhân văn. Nên hàng năm, Người ta đặt hàng một bài thơ mới mà trước đó chưa được công bố để dùng cho giải vô địch thế giới. Những năm đầu tiên của cuộc thi. Vào đầu những năm 90. Những bài thơ do một thi sĩ Anh từng đoạt giải thơ ca viết ra. Ông tên là Ted Hughes, mà Tony Buzan bảo là một người bạn cũ, kể từ khi Hughes chết năm 1998. Những bài thơ do Buzan tự viết ra. Bài thơ năm nay có 108 câu. Đề: Misere, 15, trích từ tuyển tập Requiem for Ted, lễ cầu hồn cho Ted. Nó bắt đầu with most things in universe. I am happy. Supernovas. The Horsehead Nebula. The Crab. The Light. Years. Big clouds. That are the womb of star. Dịch nghĩa: tôi hạnh phúc với hầu hết mọi điều trong vũ trụ này. Những ngôi sao băng, tinh vân đầu ngựa, chòm sao cự giải, những đám mây lớn ngàn năm ánh sáng, là nơi chứa những vì sao. Tôi đọc danh mục những điều làm Tony Buzan hạnh phúc. Có God Freezing Bowl, những khối cầu lạnh băng của Chúa. Và kết thúc I am not happy. That Ted is dead. Tôi không hạnh phúc khi Ted chết đi. Các thí sinh có 15 phút ghi nhớ càng nhiều dòng càng tốt. Rồi có nửa tiếng viết ra trên tờ giấy trắng. Để nhận được điểm tuyệt đối cho một câu, nó phải được viết hoàn chỉnh. Từng chữ viết hoa và dấu câu. Các thí sinh không gạch chân. Not happy như tác giả đã viết hay nghĩ sai rằng Ted đã chết. Dead, mà không có chữ D viết hoa sẽ chỉ được nửa điểm cho câu đó. Đâu là cách tốt nhất để ghi nhớ một đoạn văn bản dài hay một bài phát biểu? Câu hỏi này đã làm các chuyên gia trí nhớ trăn trở hàng ngàn năm qua. Tài liệu đầu tiên về trí nhớ đã mô tả hai dạng hồi tưởng: Memoria rerum và Memoria verborum. Trí nhớ đối với các sự vật và trí nhớ với lời nói. Khi tiếp cận một văn bản hay lời nói, người ta có thể nhớ ý chính, hay có thể nhớ nguyên văn. Quintilian, một người thầy và nhà hùng biện thời La Mã, xem nhẹ Memoria Verborum vì cho rằng tạo ra nhiều hình ảnh như vậy không những kém hiệu quả, vì nó đòi hỏi cung trí nhớ khổng lồ, mà nó còn không ổn định. Nếu trí nhớ đối với lời nói cứ tập trung vào việc nhớ từng từ một, thì không những bạn phải nhớ nhiều hơn, mà nếu bạn quên đi một từ bạn sẽ bị mắc kẹt trong cung trí nhớ. Như đứng trong căn phòng nhìn bức tường trắng, lạc lối và không thể đi tiếp. Cicero cũng đồng ý rằng cách tốt nhất để ghi nhớ lời nói là nhớ theo ý bằng cách sử dụng Memoria Rerum chứ không nên ghi nhớ từng lời. Trong tác phẩm The Orator, ông gợi ý rằng một người khi thuyết trình nên tạo một hình ảnh cho mỗi chủ đề mình muốn đề cập và đặt mỗi hình ảnh đó vào một chỗ trong cung trí nhớ. Thực ra, từ topic, chủ đề, bắt nguồn từ chữ Hy Lạp topo, hay địa điểm, cụm từ, in the first place, ở vị trí đầu tiên, trước hết, trong các bài văn, là dấu tích của thuật ghi nhớ. Bộ não không giỏi ghi nhớ chính xác từng lời. Điều này được minh họa bằng một ví dụ nổi tiếng: vụ Watergate năm 1973. Trong phiên điều trần trước Ủy ban điều tra vụ Watergate của Thượng viện, cố vấn của Tổng thống Richard Nixon là John Dean đã trình bày trước các nghị sĩ về nội dung hàng tá cuộc họp liên quan đến việc che giấu những vụ đột nhập. Trước sự chán nản của Tổng thống và niềm hoan hỉ của Ủy ban, Dean có thể nhắc lại nguyên văn nhiều cuộc đối thoại diễn ra trong phòng bầu dục. Trí nhớ của ông ta chi tiết và dường như chính xác đến mức các phóng viên gọi ông ta là Máy ghi âm. Vào thời điểm Dean làm chứng, không một ai biết rằng những cuộc đàm thoại đã được ông ta thuật lại theo trí nhớ kia trước đó cũng đã được một máy ghi âm trong phòng bầu dục ghi lại. Trong khi cả nước Mỹ chú ý đến ảnh hưởng chính trị của những bản ghi âm đó, thì nhà tâm lý Ulrich Neisser lại xem đó là một nguồn dữ liệu đáng giá. Neisser so sánh bản chép lại từ băng ghi âm với lời khai của Dean, và phân tích xem trí nhớ của Dean đúng và sai ở đâu. Chẳng những Dean không nhớ chính xác những lời trích dẫn, nghĩa là nhớ theo verborum, mà ông ta còn thường không nhớ đúng ý nội dung trao đổi, tức nhớ theo riram. Song, dù trí nhớ của ông ta có sai lệch trong từng phần riêng rẽ, thì Neisser nhận thấy rằng, về tổng quan thì có thể xem là ông ta nhớ đúng. Những điểm chính trong lời khai đều chính xác. Nixon muốn che giấu chót lọt vụ việc này. Ông ta hài lòng vì nó diễn ra tốt đẹp. Ông ta bối rối khi nó bị lộ ra. Ông ta sẵn sàng tính đến những hoạt động phi pháp, nếu những hoạt động đó tăng quyền lực cho Tổng thống hoặc đánh bại được đối thủ của ông ta. John Dean không xuyên tạc. Neisser lập luận. Ông ta sai về chi tiết, nhưng đúng ở những điểm quan trọng. Chúng ta ai cũng đều như vậy khi cố thuật lại những cuộc đàm thoại. Vì không được rèn luyện đặc biệt, nên trí nhớ của chúng ta chỉ tập trung đến bối cảnh chung. Nếu bộ não đúng là hoạt động như vậy thì cũng là điều hợp lẽ. Nó vốn là một bộ phận rất tốn kém. Dù chiếm 2% khối lượng cơ thể nhưng nó dùng đến 1/5 lượng oxy chúng ta hít vào và đốt hết 1/4 lượng glucose. Bộ não cũng là cơ quan tiêu tốn năng lượng nhất trong cơ thể và được chọn lọc tự nhiên gọt giũa cực kỳ nghiêm khắc để đáp ứng hiệu quả những nhiệm vụ vốn là mục đích tiến hóa của nó. Có thể nói mục đích chung của hệ thần kinh, từ cơ quan cảm biến cung cấp thông tin đến các nhóm tế bào thần kinh giải mã thông tin đó, là nhằm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở hiện tại và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, để chúng ta có thể phản ứng lại theo cách khả dĩ nhất. Lược bỏ đi những cảm xúc, triết lý, những rối loạn thần kinh chức năng và giấc mơ, thì bộ não chúng ta, theo nghĩa hẹp nhất, về cơ bản là cỗ máy dự đoán và lập kế hoạch. Để hoạt động hiệu quả, chúng phải tìm ra trật tự trong đống hỗn loạn những ký ức khả dĩ, từ lượng dữ liệu khổng lồ đổ vào thông qua các giác quan. Bộ não phải nhanh chóng lọc thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến tương lai và chú tâm vào nó, bỏ qua những thông tin gây nhiễu. Phần lớn các thông tin hỗn loạn mà bộ não lọc bỏ là lời nói. Bởi hầu hết trường hợp, ngôn ngữ dùng để truyền đạt ý tưởng thực ra chỉ là món đồ trang trí. Cái quan trọng ấy chính là res, ý nghĩa của những lời đó. Và bộ não chúng ta lại nhớ rất tốt cái ý nghĩa đó. Trong đời thực, ngoài việc làm chứng ở nghị viện hay tại vòng thi nhớ thơ ở cuộc thi trí nhớ quốc tế, thì chẳng mấy ai bị yêu cầu phải ghi nhớ từng chữ adverbum cho đến cái tích tắc cuối cùng của đồng hồ lịch sử. Sự truyền thụ văn hóa vẫn được hiểu theo nghĩa truyền khẩu từ miệng nói vào tai nghe, và thơ ca là phương tiện trung gian chủ yếu để truyền thông tin qua không gian và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đọc thơ không chỉ là cách đơn giản để kể lại những câu chuyện vui thú và quan trọng, hay để diễn tả trí tưởng tượng. Theo lập luận của nhà kinh điển Eric Havelock, nó là một kho lưu giữ khổng lồ những trí thức hữu ích, một dạng bách khoa thư về đạo đức, chính trị và công nghệ mà những công dân hữu ích buộc phải học để trang bị kiến thức cơ bản. Những tác phẩm truyền khẩu vĩ đại được truyền lại như một di sản văn hóa chung, thường không phải trên giá sách, mà trong các bộ não. Sự tồn tại của những người ghi nhớ chuyên nghiệp tồn tại trong văn hóa truyền khẩu trên khắp thế giới là để truyền lại di sản đó qua các thế hệ. Ở Ấn Độ, toàn bộ tầng lớp tăng lữ có nhiệm vụ ghi nhớ chính xác tuyệt đối kinh Vệ Đà. Ở Ả Rập thời kỳ trước Hồi giáo, những người Rawi 16 thường đi cùng những nhà thơ, được coi là chuyên gia ghi nhớ chính thức. Những bài giảng của Phật được truyền khẩu liên tục suốt 4 thế kỷ mãi cho đến khi chúng được chuyển thành chữ viết ở Sri Lanka vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Và trong nhiều thế kỷ, một nhóm người gọi là Tanaim, nghĩa đen, những người đọc lại, được thuê để ghi nhớ các luật lệ truyền khẩu cho cộng đồng Do Thái. Tác phẩm truyền khẩu nổi tiếng nhất của phương Tây và là tác phẩm đầu tiên được nghiên cứu có hệ thống là Odyssey và Iliad của Homer. Hai bài thơ này có lẽ là những bài thơ đầu tiên được viết ra bằng chữ Hy Lạp, từ lâu được giữ nguyên bản về văn chương. Tuy nhiên, dù được ca tụng là hình mẫu tạo nguồn cảm hứng cho mọi tác phẩm văn chương, từ lâu hai kiệt tác này của Homer đầu thời là mối đau đầu cho giới học giả. Những nhà phê bình hiện đại ngay từ đầu cảm nhận rằng chúng khác biệt về chất lượng so với những tác phẩm ra đời sau này. Thậm chí có chút kỳ lạ. Ví dụ, cả hai bài thơ đều có sự lặp lại một cách kỳ cục khi đề cập đến các nhân vật. Odysseus luôn là Odysseus thông minh. Bình minh bao giờ cũng là. Những ngón tay hồng tại sao lại viết như vậy? Một vài biệt danh dường như hoàn toàn chẳng phù hợp. Tại sao lại gọi kẻ giết người Agamemnon là Aegisthus vô tội? Tại sao lại nói Asin đôi chân nhanh nhẹn ngay cả khi chàng đang ngồi? Hay Aphrodite cười dù là khi nàng đang rơi lệ? Xét cả mặt cấu trúc lẫn chủ đề, Odyssey và Iliad đều cực kỳ công thức đến nỗi dễ đoán biết. Những đoạn tường thuật, tập hợp quân đội, những cái khiên vĩ đại, thách đấu giữa các đối thủ, xuất hiện hết lần này đến lượt nọ, chỉ khác nhau về nhân vật và tình huống. Xét trong những kiệt tác được cân nhắc kỹ lưỡng và tinh tế như vậy, những điều kỳ quặc này xem ra khó mà giải thích. Trọng tâm của mối băn khoăn về những tác phẩm văn chương sớm nhất này là hai câu hỏi. Thứ nhất, làm sao văn học Hy Lạp bỗng đâu lại sản sinh ra hai tác kiệt tác này? Chắc chắn vài câu chuyện kém hoàn thiện hơn đã được sáng tác trước đó. Và hai tác phẩm này chỉ là tác phẩm đầu tiên được lưu lại mà thôi. Thứ hai, chính xác tác giả là ai? Hay các tác giả là ai? Không hề có bằng chứng lịch sử về Homer, và không có một tiểu sử đáng tin nào về sự tồn tại của con người này, ngoại trừ những đoạn tự ám chỉ ngay trong chính những văn bản đó. Jean-Jacques Rousseau là một trong những nhà phê bình hiện đại đầu tiên đưa ý kiến rằng Homer không phải là một tác giả theo nghĩa hiện đại. Nghĩa là một cá nhân ngồi viết một câu chuyện rồi xuất bản cho những người khác đọc. Trong tiểu luận về nguồn gốc ngôn ngữ năm 1781, triết gia Thụy Sĩ cho rằng Odyssey và Iliad có lẽ được viết dựa theo ký ức của nhiều người. Sau này chúng được tập hợp cẩn thận dưới dạng chữ viết. Nhưng Rousseau cũng chỉ tìm hiểu đến đấy. Cũng viết vào thế kỷ 18. Một nhà ngoại giao và khảo cổ người Anh tên Robert Wood đưa ra ý kiến rằng Homer là người mù chữ, và rằng các tác phẩm của ông được lưu trong trí nhớ. Đó là một giả thiết mang tính cách mạng, nhưng Wood không thể đưa ra được giả thiết nhằm lý giải làm sao Homer có được thành tựu trí nhớ tuyệt vời như vậy. Năm 1795, nhà ngữ văn người Đức Friedrich August Wolff lần đầu tiên lập luận rằng không những tác phẩm của Homer không phải do Homer viết ra. Chúng còn không phải của Homer. Chúng là một tập hợp rời rạc những bài hát được truyền qua nhiều thế hệ ca sĩ dân gian Hy Lạp. và sau này được biên soạn lại dưới hình thức văn bản như ngày nay. Năm 1920, một học giả 18 tuổi tên Milman Parry chọn đề tài tác giả Homer làm luận án thạc sĩ ở Đại học California, Berkeley. Anh ta đưa ra ý kiến lý do các sử thi của Homer có vẻ không giống những tác phẩm văn chương khác là bởi chúng thực sự không giống thứ văn chương khác. Parry đã phát hiện ra điều út và úp đã bỏ qua. Chứng cứ về thi ca truyền khẩu ở ngay trong chính văn bản. Tất cả những sự kỳ quặc về phong cách, gồm tính công thức và sự tái diễn các yếu tố cốt truyện và những biệt danh lặp đi lặp lại một cách kỳ cục. Odysseus thông minh và Athena mắt nâu, vốn luôn làm người đọc bối rối thực ra giống như dấu vân tay của người thợ gốm. Bằng chứng cụ thể cho biết các bài thơ này được làm ra như thế nào. Chúng là những yếu tố giúp ghi nhớ, để những ca sĩ dân gian khớp với nhịp và hình thức của một câu thơ, và ghi nhớ nội dung chính của bài thơ. Theo Parry, các tác giả vĩ đại nhất thời cổ xưa, một trong những truyền thống lâu đời những thi sĩ truyền khẩu đã sáng tác toàn bộ mà không có chữ viết trợ giúp. Parry nhận ra nếu ta định làm một bài thơ dễ nhớ, thì Odyssey và Iliad chính là thể loại thơ ta sẽ tạo ra. Người ta bảo sự sáo rỗng là tội lỗi tệ nhất mà một tác giả có thể phạm phải. Nhưng với một nghệ sĩ dân gian truyền khẩu, chúng lại rất quan trọng. Chính bởi sự sáo rỗng dễ dàng đi vào lời nói và chữ viết, dễ đi vào trí nhớ. Nên đó lý do tại sao chúng đóng một vai trò quan trọng trong kể chuyện truyền khẩu. Odyssey và Iliad đã vận dụng và có đầy dẫy những lỗi sáo rỗng. Trong một nền văn hóa lệ thuộc vào trí nhớ thì điều quan trọng là người ta phải, như lời của Walter Ong, nghĩ những điều dễ nhớ. Bộ não rất giỏi nhớ những điều được lặp lại, có nhịp điệu, vần điệu, có cấu trúc, và trên hết là dễ hình dung. Các ca sĩ dân gian phát hiện ra những quy tắc này khi họ cắt gọt những câu chuyện qua quá trình kể đi kể lại. Đây cũng chính là những quy tắc ghi nhớ cơ bản mà các nhà tâm lý học đã phát hiện lại khi họ bắt đầu tiến hành những thí nghiệm khoa học đầu tiên về trí nhớ vào lúc chuyển giao sang thế kỷ 20. Lời nói có vần nhịp dễ nhớ hơn lời nói không có vần nhịp. Những danh từ cụ thể dễ nhớ hơn những danh từ trừu tượng. Những hình ảnh linh động dễ nhớ hơn hình ảnh tĩnh. Sự lặp âm đầu giúp việc ghi nhớ dễ dàng hơn. Ý nghĩ về một con trồn vằn ngụp vào nước dễ lưu lại trong trí nhớ hơn ý nghĩ về con trồn hoa đang thực hiện hoạt động thể chất. Bài hát là cách hữu hiệu nhất trong số các mẹo ghi nhớ mà các ca sĩ dân gian sử dụng. Nếu bạn có thể chuyển một tổ hợp các từ thành nhịp điệu, những từ ấy sẽ rất khó bị tống ra khỏi đầu bạn. Bộ não chắt lọc ý nghĩa của thế giới bằng cách tìm ra những mô thức và cấu trúc của thông tin. Và chuyển lời nói thành âm nhạc và vần điệu là một cách bổ sung thêm mô thức và cấu trúc vào ngôn ngữ. Đó là lý do những nghệ sĩ dân gian Homer hát những bài sử thi truyền khẩu. Lý do mà kinh Torah được xem là có nhạc tính. Và cũng là nguyên nhân chúng ta dạy bảng chữ cái cho trẻ em bằng bài hát, chứ không phải dạy 26 chữ cái đơn lẻ. Bài hát là công cụ cấu trúc cơ bản cho ngôn ngữ. Sau khi chuyển đến Harvard và trở thành giáo sư trợ giảng, Parry có bước ngoặt độc đáo trong công việc. Thay vì bám vào các thư tịch cổ Hy Lạp, nhà kinh điển trẻ tuổi sang Nam Tư tìm kiếm những ca sĩ dân gian còn sót lại. Những người vẫn thực hành một hình thức thi ca truyền khẩu giống như nghệ thuật Homer. Anh quay lại Cambridge với hàng ngàn bản ghi âm đã đặt nền móng cho một ngành học thuật mới nghiên cứu truyền thống truyền khẩu. Trong khi nghiên cứu điền dã, Parry phát hiện ra rằng thay vì truyền đạt nguyên văn bài thơ từ nghệ sĩ này sang nghệ sĩ khác và từ thế hệ này sang thế hệ khác, những nghệ sĩ hát về Ban Can, được cho là giống những các nghệ sĩ Homer tiền bối, sẽ truyền lại các quy tắc và giới hạn cho phép nghệ sĩ, bất cứ nghệ sĩ nào, dựng lại một bài thơ mỗi lần anh ta kể lại. Mỗi lần kể lại, câu chuyện không giống y như trước, nhưng rất sát. Khi được hỏi họ có lặp lại nguyên văn những bài hát không, các nghệ sĩ dân gian Slav đã trả lời, từng chữ và từng dòng. Ấy nhưng khi những bản ghi hai lần trình diễn được mang ra đối chiếu, chúng rõ ràng là khác nhau. Những ca từ thay đổi, những dòng thơ bị xáo trộn, những đoạn thơ bị mất. Các nghệ sĩ Slav không phải là quá tự tin khi nói vậy, chỉ vì họ không có khái niệm về ghi nhớ từng chữ. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không có chữ viết thì cũng chẳng cách nào kiểm tra xem điều lặp lại có chính xác không. Tính biến đổi này trong thơ ca truyền khẩu cho phép nghệ sĩ truyền đạt nội dung tới khán giả. Nhưng nó cũng cho phép tạo ra những phiên bản dễ nhớ hơn. Các nhà văn hóa dân gian đã so sánh những bài thơ truyền khẩu giống như viên đá cuội bị nước bào mòn. Qua nhiều lần kể lại, chúng sẽ trở nên trơn tru hơn vì những phần khó nhớ bị lược bỏ hay làm cho dễ nhớ hơn và được lặp lại. Những thứ ngoài lề không liên quan bị bỏ quên. Những chữ dài và hiếm thường bị tránh sử dụng. Khi vừa phải đáp ứng được tính hình ảnh và sự lặp âm đầu vừa phải phù hợp với nhịp của câu thơ. Các nghệ sĩ dân gian thường không có nhiều từ ngữ để chọn. Cấu trúc viết nên bài thơ. Quả thật, công trình của những người kế tục Parry đã phát hiện ra gần như mọi từ trong Odyssey và Iliad đều phù hợp với một số dạng giản đồ hay mô thức làm bài thơ dễ nhớ hơn. Cũng chẳng phải chuyện trùng hợp khi cho rằng thuật ghi nhớ do Simonides phát minh ra vào đúng thời điểm xuất hiện chữ viết ở Hy Lạp cổ. Khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trí nhớ không còn là điều đương nhiên phải có như ở giai đoạn tiền chữ viết ở Hy Lạp. Những kỹ thuật cổ xưa của các nghệ sĩ Homer dân gian, những nhịp điệu và công thức, không đủ giúp giữ trong đầu những ý nghĩ mới mẻ và phức tạp mà con người bắt đầu suy nghĩ đến. Trình diễn truyền khẩu thơ như ban đầu đã bị tước bỏ đi mục tiêu chức năng và được giao phó cho vai trò thứ sinh là giải trí. Một chức năng nó vẫn luôn có nhưng giờ đây trở thành mục đích duy nhất. Havelock viết, không còn chịu những ràng buộc về quy tắc truyền khẩu. Thơ ca bắt đầu trở thành nghệ thuật. Vào thời gian tác giả Ed Herenium ngồi viết cuốn sách về thuật hùng biện vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Chữ viết đã xuất hiện được một thế kỷ và là một phần quan trọng của thế giới La Mã cũng giống như máy tính đối với thời đại chúng ta. Những bài thơ do những thi sĩ cùng thời với ông như Virgil, Horace và Ovid với những kiệt tác cùng thế kỷ với Ed Herenium đều được đưa vào trang viết. Mỗi một từ được cẩn trọng lựa chọn. Đó là sản phẩm của riêng một nghệ sĩ diễn tả thế giới quan của họ. Khi được viết lên trang giấy, những từ đó được xem là không thể sửa đổi. Nếu bạn định ghi nhớ một bài thơ, thì bạn cần đến Memoria Verborum, còn Riram không có tác dụng. Tác giả khuyết danh của Ed Herenium cho rằng phương pháp tốt nhất để ghi nhớ thơ từng chữ là lặp lại một câu từ 2 đến 3 lần, trước khi xem nó như một chuỗi hình ảnh. Đây là phương pháp ít nhiều được Gander Caston sử dụng trong phần thi thơ. Ông ta gán mỗi từ vào một điểm trên tuyến đường. Nhưng phương pháp này có một nhược điểm. Có rất nhiều từ không thể hình ảnh hóa được. Từ và sẽ trông như thế nào? Hay mạo từ đờ. Cách đây 2000 năm, Metrodorus xứ Skepsis, một người cùng thời với Cicero, đã đề xuất giải pháp cho vấn đề nan giải là làm thế nào để thấy cái không thể thấy. Metrodorus phát triển một hệ thống những hình ảnh mặc định thể hiện những liên từ, mạo từ, và những thành phần kết nối câu. Nó cho phép ông ghi nhớ từng lời bất cứ điều gì ông đọc hoặc nghe được. Quả thật, thư viện biểu tượng của Metrodorus dường như được dùng rộng rãi ở Hy Lạp cổ. Ed có nói rằng, hầu hết người Hy Lạp đã viết về trí nhớ dần tạo ra danh sách những hình ảnh tương ứng với một lượng lớn từ ngữ, để những ai muốn học thuộc những hình ảnh đó có thể học được ngay mà không mất công tìm kiếm chúng. Dù Gander không sử dụng các biểu tượng của Metrodorus, không may đã thất lạc trong lịch sử, ông ta tạo từ điển hình ảnh cho riêng mình. Khoảng chừng 200 từ phổ biến mà không dễ hình ảnh hóa, và là một vòng tròn, và hợp vần với run, trong tiếng Đức nghĩa là vòng tròn. Mạo từ, đờ là hình ảnh một người đang đi bằng đầu gối. Đai, tiếng Đức cho mạo từ. Đờ, hợp vần với nai, là từ tiếng Đức có nghĩa đầu gối. Khi bài thơ đến đoạn ngắt dòng, ông ta gắn một con ốc vào cung trí nhớ. Gander có thể ghi nhớ một tài liệu hướng dẫn sửa đầu máy video cũng dễ dàng như nhớ một bài sonnet của Shakespeare. Thật ra, một tài liệu hướng dẫn sửa đầu video dễ nhớ hơn rất nhiều, vì nó đầy những chữ cụ thể, dễ hình dung, như nút, TV, và ổ cắm. Thách thức của việc ghi nhớ thơ là tính trừu tượng của nó. Những chữ như chóng tàn hay bản thể không thể nào trông thấy được thì phải làm sao? Phương pháp của Gander nhằm tạo hình ảnh cho cái không thể hình dung là một phương pháp rất cổ xưa. Hình dung một từ đồng âm. Một nhà thần học, nhà toán học người Anh ở thế kỷ 14 Thomas Browardine, người sau này đã được chỉ định làm tổng giám mục Canterbury, đã sử dụng hình thức ghi nhớ từng từ này ở mức độ phát triển cao nhất và cũng buồn cười nhất. Ông mô tả một phương pháp gọi là Memoria Syllabrarum, nhớ từng âm tiết, có thể dùng để ghi nhớ những từ khó hình dung. Hệ thống của Browardine chia một từ thành những âm tiết cấu thành, rồi tạo hình ảnh cho mỗi âm tiết dựa trên một từ khác bắt đầu với âm tiết đó. Ví dụ, nếu ta muốn ghi nhớ âm tiết AB, thì ta phải hình dung một abbot, cha trưởng tu viện, với ba, ta phải hình dung một người bắn nỏ, Balistratius, khi nối lại với nhau. Một dãy những âm tiết này trở thành một dạng trò chơi đuổi hình bắt chữ. Nhóm nhạc pop thị điển áp ba có thể được nhớ dưới hình ảnh một cái nỏ đang bắn vào cha trường tu viện. Quá trình chuyển những từ thành hình ảnh liên quan đến một dạng ghi nhớ bằng cách quên, để ghi nhớ một từ theo âm của nó, nghĩa của nó phải hoàn toàn bị lược bỏ. Browardine có thể diễn giải lời cầu nguyện ngoan đạo nhất thành một cảnh lố bịch. Ghi nhớ câu chủ đề của một bài thuyết giảng bắt đầu. Benedictus Dominus Quiper. Ông ta thấy cảnh tượng thánh Benedictine, bàn tay trái đang múa máy với một con bò trắng có những núm vú đỏ rực đang chèn một con gà gô, trong khi tay phải thì vuốt ve cào cấu thánh Dominic. Ngay từ khi xuất hiện, thuật ghi nhớ đã luôn chứa đựng rủi ro, do mải chú tâm vào những hình ảnh kỳ lạ và đôi khi quá tục tĩu. Nó bị những người coi trọng sự đoan chính chỉ trích nặng nề. Dù sao cũng khá kỳ lạ, việc trong trí tưởng tượng của Browardine kết hợp những điều tôn kính với cái bất kính lại không làm các tăng lữ đức cao vọng trọng bày tỏ sự khó chịu trước. Lời công kích mạnh mẽ về đạo đức lại được phát động bởi một người thanh giáo vào thế kỷ 16, tên William Perkin ở Cambridge, Ông chê bai thuật ghi nhớ là mang tính chất sùng bái và nghịch đảo, bởi nó gợi nên những ý nghĩ lố bịch, láo xược, kỳ dị và những thứ tương tự. Chúng kích thích và thắp lên những tình cảm nhục dục suy đồi. Quả thực là nhục dục. Perkin đã giận dữ đến bốc hỏa khi Peter of Ravenna thừa nhận rằng ông ta dùng những hình ảnh khêu gợi về thiếu nữ để kích thích trí nhớ. Trong số 10 phần thi ở giải vô địch thế giới trí nhớ, phần thi thơ là phần thí sinh đưa vào sử dụng nhiều chiến lược nhất. Nhưng nói chung, có thể chia các vận động viên trí óc thành hai nhóm. Và tình cờ thay sự phân nhóm này lại gần như trùng theo giới tính. Trong khi Gander và hầu hết các thí sinh nam dự giải dùng chiến lược phương pháp, thì các thí sinh nữ tiếp cận thách thức này theo cách cảm tính hơn. Corina Drass, 15 tuổi, người Áo, trong chiếc áo phông đỏ, đi tất đỏ, đội mũ phớt đỏ, bảo tôi rằng em không thể nhớ một đoạn chữ trừ phi em hiểu nghĩa của nó. Hơn thế nữa, em phải hiểu cảm giác đó như thế nào. Em chia bài thơ thành những đoạn nhỏ, rồi gán cho mỗi đoạn ngắn một chuỗi cảm xúc. Thay vì liên kết những từ với các hình ảnh, em liên hệ chúng với cảm xúc. Em cảm nhận tác giả cảm nhận thế nào? Ý của tác giả là gì? Em tưởng tượng tác giả buồn hay vui? Em bảo tôi khi ở hành lang ngoài phòng thi đấu. Điều này không phải xa lạ gì so với cách các diễn viên ghi nhớ kịch bản. Nhiều diễn viên sẽ bảo bạn rằng họ chia các dòng thoại thành những đơn vị họ gọi là nhịp. Mỗi nhịp nhân vật sẽ có ý định hoặc mục tiêu cụ thể. Họ sẽ tập đồng cảm với ý định, mục tiêu đó. Kỹ thuật này được gọi là phương pháp diễn xuất, đã tiên phong ở Nga bởi Konstantin Stanislavsky khoảng đầu thế kỷ trước. Stanislavsky quan tâm đến những kỹ thuật này không phải tiềm năng ghi nhớ của chúng, mà vì đó như là một công cụ giúp diễn viên thể hiện nhân vật của mình chân thực hơn. Nhưng phương pháp diễn xuất thực ra là một kỹ thuật tạo cho câu thoại những cái móc gắn kết với bối cảnh cả về mặt cảm xúc và thực tế. Phương pháp diễn xuất là một cách làm các từ ngữ dễ nhớ hơn. Quả thật, nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu bạn đề nghị ai đó ghi nhớ một câu như "cầm bút lên", người đó thì sẽ dễ nhớ hơn nếu thực sự cầm bút lên khi họ học thuộc câu đó. Rốt cuộc, ở phần thi nhớ thơ, Gander đã để thua Corina Drass và mất chức vô địch. Giải thưởng cao nhất vào tay một trong những người được ông ta bảo trợ. Một sinh viên luật vùng Bavaria, 18 tuổi, trầm lắng và rất tập trung. Tên Clement Mayer. Anh ta nói thứ tiếng Anh bập bõm và không quan tâm đến việc thực hành tiếng Anh với tôi. Sau khi sơ sẩy ở phần thi đọc số, tên, người, và khuôn, mặt, Ben Pritmore đứng thứ tư trong bảng xếp hạng tổng. Anh ta kéo sụp vành mũ đen xuống, rồi một mình bước ra khỏi cửa, và thề rằng ngay ngày hôm sau sẽ bắt đầu tập luyện để giành lại danh hiệu. Ed còn tệ hơn. Trong số 36 thí sinh, anh ta nằm trong số 11 người không nhớ nổi trọn cỗ bài trong hai phần thi nhớ bài nhanh. Chẳng khác nào một vận động viên hai lần liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi điểm. Anh ta cố hoàn thành trong thời gian ngắn những mong có vị trí xếp hạng cao hơn. Nhưng anh ta mất kiểm soát và quá nóng vội. Cuối cùng anh ta thất vọng với vị trí 11 trên bảng xếp hạng chung. Và hờn dỗi bước ra cửa. Mồ hôi nhễ nhãi. Tôi chạy theo níu anh ta hỏi xem chuyện xảy ra. Quá nhiều tham vọng. Anh ta chỉ nói vậy, rồi lắc đầu. Gặp lại anh ở nhà. Anh ta bước qua cầu Magdalene. tìm đến một quán rượu để xem trận cricket và uống bia Guinness cho đến khi quên đi thất bại. Đứng trước phòng khảo thí của Oxford, nhìn các thí sinh vò đầu, xoay xoay cây bút khi cô nhớ bài thơ Misere, tôi cảm nhận một cách sâu sắc điều kỳ lạ ở đây. Nơi duy nhất còn sót lại mà thuật ghi nhớ cổ xưa vẫn đang được thực hành, hay ít nhất được tôn vinh, là trong cuộc thi bó hẹp này, và giữa nhóm thiểu số những người kỳ quặc này. Nơi đây, tại một trong trung tâm học thuật của thế giới, là vết tích cuối cùng của thời hoàng kim vinh quang của trí nhớ. Rõ ràng đã xảy ra một sự thoái trào khủng khiếp từ thời hoàng kim đó đến thời đại có phần xám xịt ngày nay. Con người từng lao động để vun đắp cho trí óc. Họ đầu tư thu nạp ký ức theo đúng cách mà chúng ta đầu tư mua sắm đồ vật. Nhưng ngày nay, ngoài cánh cửa gỗ sồi của phòng khảo thí Oxford, đại đa số chúng ta không tin vào trí nhớ của mình. Chúng ta tìm con đường tắt để tránh dựa vào chúng. Chúng ta không ngớt than phiền về chúng. Và thậm chí coi những sai lầm nhỏ nhặt nhất của trí nhớ là chứng cứ cho thấy chúng bắt đầu không còn giúp ích gì cho ta nữa. Tại làm sao? Trí nhớ vốn một thời quan trọng như vậy, giờ đây lại trở nên thứ yếu. Tại sao những kỹ thuật này lại biến mất? Tôi tự hỏi. Làm thế nào nền văn hóa của chúng ta rốt cuộc lại quên mất cách ghi nhớ?